nó khỏe không? Quà cha quậy mấy thứ quậy mệt. Nó khỏe không? Quà cha quậy mấy thứ quậy mệt. Đâu lâu quá nó thức được không? Sao không? Mày bữa nay mày thua đô la nữa. Vậy đô la tao lội tao muốn được đó. Lỡ cái tự nó lỡ quá đi. Tao bơi, tao đạp hai giò, tao có hai tay tao bơi nữa. La này người ta lội ngon hơn gô rồi đó. Trời bữa nay chỉ mưa không có ai tắm, có hai anh em đi tắm không? Bơi người ta đạp hai cái giò, người ta hai tay ta bơi. La đâu mày bơi qua đây coi. Đây nè, bơi ngay đây nè. Được không? Không, biết nữa, phải hổ. Rồi, tao bơi vậy đó. Vậy sao ạ? Người ta ngốc cái đầu vậy. Người hai tay tao bơi bơi hai giọt ta. Trời, tao đạp ngốc cái đầu chìm vậy. Ngốc cái đầu lên đó, ta đừng có lặn xuống. Ngốc cái đầu lên. Ừ, gì vậy đó, ta đạp vậy đó. Ừ. Sạc hả? Sạc nữa. Ừ, tao bơi tao ngốc đầu như vậy đó. Ừ, nó thấy không? Gô nó dở hơn la nữa không? Thấy không? Vậy là ta lội muốn được rồi đó. Sợ gì sợ? Lội ta ngóc cái đầu lên, ta đừng lặn xuống.
lỡ nó gốc cái đầu lên như đó. Ừ. Ừ. Hai cái tay người ta bơ. Mày bơ qua bơ bển rồi mày đứng đó mày chờ nó. La bơ bả đi. Hai tay người ta ta bơi nè, ta bơi. Ừ, bên đó sát bên rồi. Là người ta bơi người ta ngốc đầu vậy được kìa, thấy không? Mày dở hơn hơn la rồi đó. Đứng tới hả vậy ạ? Đứng tới hả vậy ạ con? Chạy rồi. Cái gì? Ơi. Quá trời mưa rồi, quá trời mưa đang kịnh đó nè. Ngoài mày lên kìa. Dòng mưa tới rồi. Quá chuyển mưa rồi.
chỉ mưa ầm ầm cho tới rồi. Mày bữa nay mày thua con la đó, gô này nhát không, không dám bơi, không dám bơi, không qua tập bơi đi. Ngoại lên kìa. Trên này phải có chỗ là trống trống, bữa nào đi thả diều chơi không được. Ở đây đâu có chân nào trống đâu, đi thả diều. Làm gì đâu, làm gì hả? Giờ muốn cái gì á? Mưa tới rồi ơi. Nên nay mày bữa nay dở rồi. Giờ rồi. La thôi à. Gô dám lội đua với con la không?